Chào mừng các em đến với bài ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, môn Sinh học khối 8. Nội dung ôn tập gồm các bài sau đây. Bài thứ nhất là bài 39, bài tiết nước tiểu. Bài 41, cấu tạo và chức năng của da. Bài 52, phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Bài 54, vệ sinh hệ thần kinh. Bài 55, giới thiệu chung hệ nội tiết. Và bài 58, tuyến sinh dục. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần ôn tập nội dung chi tiết. Câu số 1, sự tạo thành nước tiểu diễn ra như thế nào? Nước tiểu được tạo thành ở các đơn vị chức năng của thận, gồm 3 quá trình. Quá trình thứ nhất là quá trình lọc máu diễn ra ở cầu thận để tạo nên nước tiểu đầu. Quá trình thứ hai là quá trình hấp thụ lại các chất cần thiết diễn ra ở ống thận. Quá trình thứ ba là quá trình bài tiết tiếp các chất độc và chất không cần thiết ở ống thận để tạo nên nước tiểu chính thức và ổn định thành phần của máu. Câu 2, sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào? Nước tiểu chính thức sẽ được đổ vào bể thận và được ống dẫn nước tiểu dẫn xuống tích trữ ở bóng đáy, rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động của 3 cơ là cơ vòng ống đáy, cơ bóng đáy và cơ bụng. Câu hỏi số 3, da có cấu tạo như thế nào? Da gồm có 3 lớp, lớp biểu bì, lớp bì và lớp mỡ. Lớp biểu bì gồm tầng sừng là các tế bào chết và tầng tế bào sống để tạo ra tế bào mới. Lớp bì thì gồm thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, lông và bao lông, cơ co chân lông, mạch máu để giúp cho da thực hiện chức năng cảm giác, bài tiết và điều hòa thân nhiệt. Lớp mỡ thì có tác dụng là dự trữ mỡ, cách nhiệt và là lớp đệm cơ học. Câu 4, da có chức năng gì? Da thứ nhất là tạo nên vẻ đẹp con người và có chức năng bảo vệ cơ thể, điều hòa thân nhiệt, bài tiết, tiếp nhận kích thích. Câu 5, phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện. Cho 3 ví dụ mỗi phản xạ. Phản xạ không điều kiện là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập. Ví dụ, khi đi ra nắng thì mồ hôi vã ra. Khi nghe tiếng động lớn em quay lại nhìn. Thức ăn đưa vào miệng thì nước bọt được tiết ra. Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của một quá trình học tập và rèn luyện. Ví dụ, trái banh bay tới thì thủ môn giơ tay chụp lấy. Sáng nào cũng vậy, đúng 5 giờ là bố dậy tập thể dục. Muốn sang đường em vội tìm vạch kẻ cho người đi bộ. Câu 6. Giấc ngủ có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe? Ngủ là nhu cầu sinh lý của cơ thể. Bản chất của giấc ngủ là một quá trình ức chế tự nhiên của bộ não, có tác dụng bảo vệ và phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh. Câu 7. Em có những biện pháp nào để bảo vệ hệ thần kinh được khỏe mạnh? Biện pháp thứ nhất là phải đảm bảo giấc ngủ hàng ngày đầy đủ. Biện pháp thứ hai, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Biện pháp thứ ba, sống thanh thản, tránh lo âu phiền muộn. Và biện pháp thứ tư là không sử dụng các chất kích thích và chất ức chế như trà, cà phê, rượu, bia, thuốc lá hoặc là ma túy. Câu 8. Hệ nội tiết có những đặc điểm gì? Đặc điểm thứ nhất, điều hòa các quá trình sinh lý trong cơ thể nhờ hormone từ các tuyến nội tiết tiết ra. Đặc điểm thứ hai, chất tiết sẽ tác động thông qua đường máu. Câu 9, phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Nêu các tuyến nội tiết trong cơ thể. Tuyến ngoại tiết, chất tiết sẽ theo ống dẫn đến cơ quan. Tuyến nội tiết, chất tiết ngấm thẳng vào máu. Các tuyến nội tiết chính, tuyến yên, tuyến tùng, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến ức, tuyến trên thận. Ngoài ra thì tuyến tụy và tuyến sinh dục vừa làm nhiệm vụ nội tiết và vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết, hay chúng ta còn gọi là tuyến pha. Câu số 10. Buồng trứng có chức năng nội tiết là gì? Gây biến đổi như thế nào ở cơ thể của các bạn nữ? Các tế bào nang trứng sẽ tiết ra hormone sinh dục nữ là estrogen, gây nên những biến đổi cơ thể nữ ở tuổi dậy thì như lớn nhanh, da trở nên mịn màng, xuất hiện mụn trứng cá, bộ phận sinh dục phát triển. Trong đó thì quan trọng nhất là sự hành kinh lần đầu. Điều đó chứng tỏ là đã có khả năng sinh sản. Câu 11.
Tinh hoàn có chức năng nội tiết là gì và gây biến đổi như thế nào ở cơ thể của các bạn nam? Các tế bào kẽ trong tinh hoàn sẽ tiết ra hormone sinh dục nam, đó là testosterone, gây nên những biến đổi cơ thể nam ở tuổi dậy thì như lớn nhanh, cao vượt, vỡ tiếng, xuất hiện mụn trứng cá, bộ phận sinh dục phát triển. Trong các biến đổi đó thì quan trọng nhất đó là sự xuất tinh lần đầu, chứng tỏ là các bạn nam đã có khả năng sinh sản. Câu 12, chúng ta sẽ học cho cô các cái phần chú thích cho hai hình sau. Hình thứ nhất là hình 41, cấu tạo da, trang 132 sách giáo khoa. Hình thứ hai là hình 55.3, sơ đồ các tuyến nội tiết chính, trang 174 sách giáo khoa. Lưu ý, bài kiểm tra sẽ có hai câu hỏi dạng pizza, tức là cho đoạn văn và mình dựa vào thông tin đoạn văn để mà trả lời câu hỏi bên dưới. Khi làm cái câu hỏi dạng này thì chúng ta phải đọc kỹ đoạn văn, trả lời câu hỏi theo nội dung trong đoạn văn. Và lưu ý thứ hai, khi làm bài thì các em trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đúng và đủ ý. Chúc các em làm bài thật tốt.